với xã hội này hiểu càng sâu sắc, không tiếp xúc sẽ không hiểu rõ. Hơn 50 năm không xem tivi, không tiếp xúc truyền thông, báo chí, tạp chí tôi đều không xem. Tâm này thanh tịnh. Lời của người xưa nói rất hay: biết nhiều việc nhiều phiền não, quen nhiều người nhiều thị phi. Chúng ta ngăn ngừa phiền não, tránh thị phi, quen biết người càng ít càng tốt. Bây giờ 85 tuổi học Pháp Sư Ấn Quang, không tiếp bất kỳ người nào nữa. Hy vọng mọi người từ trên mạng vệ tinh, băng đĩa, chúng ta cùng nhau tu tịnh độ, cùng nhau học Vô Lượng Thọ Kinh, chắc chắn sẽ thành tựu. Cư sĩ Lưu Tố Vân và tôi chưa gặp mặt nhau. Sau khi cô ấy thành tựu, tôi thấy băng đĩa. Là một tin tức phóng viên phỏng vấn cô ấy, thời gian không dài, khoảng chừng 20 phút. Tôi thấy một người như vậy, cảm thấy rất kinh ngạc. Không biết cô ấy làm sao học được. Tôi nhờ người hỏi thăm người này còn hay đã mất. Kết quả hỏi thăm được rồi, gọi điện thoại hỏi thăm được rồi. Tôi nói chuyện với cô ấy qua điện thoại mới hiểu được. 10 năm trước, năm đó là tôi 55 tuổi, cô ấy tiếp xúc với Phật Pháp. Có người Phật tử tặng một bộ băng đĩa Vô Lượng Thọ Kinh. Cô ấy nói với tôi 5 diễn giảng băng đĩa đó. Tôi mới hiểu đó là đĩa trước kia tôi giảng ở thư viện Hoa Tạng Đài Bắc. Hình như là giảng lần thứ 2 hay thứ 3 gì đó, cô ấy có được bộ đĩa này. Cô ấy nói phương pháp học tập là mỗi ngày học một đĩa, mỗi đĩa là một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ này trong vòng mỗi ngày nghe lại 10 lần. Đúng là nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Một ngày nghe kinh 10 tiếng đồng hồ. 10 tiếng đồng hồ trên thực tế là nghe một tiếng đồng hồ thôi. Nghe lại 10 lần. Sau khi nghe một bộ kinh xong thì nghe lại từ đầu 10 năm như một ngày. Ngoài việc mỗi ngày nghe kinh 10 tiếng đồng hồ ra, còn niệm A-di-đà Phật. Cô ấy không gặp ai, không ai biết cô. Bạn tốt chỉ có 2-3 người. Cô bị bệnh hồng ban nặng, không trị liệu mà niệm Phật. Nghe kinh niệm Phật rồi, bệnh tự nhiên không còn nữa. Điều này khiến cho chúng ta cảm thấy rất kinh ngạc. Bệnh gì sao hết được, quy tâm về một chỗ. Trong kinh Phật thường nói, không ai chịu làm. Người chịu làm thật sự đạt được lợi ích. Bệnh đó còn nghiêm trọng hơn bệnh ung thư. Ung thư, bác sĩ tuyên bố với quý vị còn 2 tháng, 3 tháng nữa. Nhưng bệnh của cô ấy, bác sĩ nói, cô có thể chết bất kỳ lúc nào. Bảo cô cần có sự chuẩn bị tâm lý. Cô ấy hoàn toàn không xem đó là chuyện quan trọng.
mà chỉ một lòng nghe kinh niệm Phật. Đây là làm một tấm gương sáng cho chúng ta. Bây giờ trong nước đâu đâu cũng có người mời cô giảng kinh, sắp đặt thời gian đều rất khích khao. Đây là tấm gương cho chúng ta, là điển hình cho chúng ta. Nếu quý vị có thể làm được như vậy, 10 năm sau quý vị cũng có thành tựu. Vì sao không làm? Trú trì điều tối thiện, tất cả đều dựa vào chính mình.